Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp cho câu hỏi sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung như thế nào để hỗ trợ cho lối sống lành mạnh. Là một chuyên gia dinh dưỡng với nhiều kinh nghiệm, tôi đã rất nhiều lần nhận được câu hỏi tương tự. Xin chào, tôi là Susan Bowman, giám đốc cấp cao về giáo dục và đào tạo về dinh dưỡng toàn cầu tại Herbalife Nutrition. Trong video này, bạn sẽ được hướng dẫn về cách bổ sung dinh dưỡng một cách hiệu quả hơn. Hãy bắt đầu hôm nay bằng việc chào đón bác sĩ Ken Bradley. Chào Susan, chị cảm thấy thế nào? Tôi cảm thấy rất vui và hy vọng rằng bạn có thể trả lời một số câu hỏi về thực phẩm bổ sung. Tất nhiên rồi. Và sau đây là câu hỏi đầu tiên, sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung như thế nào để hỗ trợ cho lối sống lành mạnh? Vâng, các bạn biết đấy, chúng được gọi là thực phẩm bổ sung là có lý do. Chúng có nghĩa là để bổ sung, chứ không phải thay thế một chế độ ăn uống lành mạnh. Ngay cả với một chế độ ăn uống lành mạnh được lập kế hoạch tốt, không phải ai cũng ăn uống hoàn hảo mỗi ngày. Và một số vitamin như vitamin B, C không được cơ thể dự trữ nên cần được bổ sung thường xuyên. Đó là những điểm nổi bật. Đừng quên rằng cũng có những chất dinh dưỡng bị mất trong quá trình hoạt động thể chất và cần được thay thế như carbon hydrate và chất điện giải, những khoáng chất mà chúng ta mất khi đổ mồ hôi. Và sản phẩm thực phẩm bổ sung cũng có thể cung cấp thêm một số dưỡng chất và có thể giúp giải quyết việc thiếu hụt một số loại dưỡng chất, chẳng hạn như sắt. Đối với phụ nữ, canxi hoặc kali, magie và vitamin A, C, D. Một ý nữa là đôi khi mọi người hiểu sai rằng nếu cái gì tốt thì càng dùng nhiều hơn sẽ càng tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi muốn chắc chắn rằng mọi người tuân theo chỉ dẫn ghi trên nhãn. Đúng là như vậy, Susan. Được rồi, câu hỏi tiếp theo là gì? Câu hỏi thứ hai đó là khi nào là thời điểm tốt nhất để dùng các sản phẩm bổ sung? Thời điểm tốt nhất để sử dụng là chọn thời điểm bạn dễ ghi nhớ. Vì điều quan trọng nhất là sử dụng một cách đều đặn, đúng không nào? Hoàn toàn đồng ý. Và sẽ dễ dàng hơn nếu bạn kết hợp với việc dùng sản phẩm thực phẩm bổ sung với một việc khác mà bạn thường làm, như đánh răng. Tôi hy vọng bạn làm điều đó hàng ngày, cũng như pha cà phê. Trên thực tế, để sản phẩm thực phẩm bổ sung gần bàn chải đánh răng hoặc cốc cà phê có thể hữu ích cho bạn. Nói chung, hầu hết các sản phẩm thực phẩm bổ sung sẽ tốt hơn khi dùng kết hợp với thức ăn. Axit dạ dày hỗ trợ quá trình hấp thụ. Trên thực tế, chất béo giúp bạn hấp thụ các vitamin hòa tan và các chất dinh dưỡng đến từ thực vật. Đó là những điểm vô cùng tốt. Ngoài ra, tôi nghĩ mọi người nên nhớ về việc uống nhiều nước khi dùng sản phẩm thực phẩm bổ sung, vì điều đó có thể giúp viên nén hoặc viên nang cũng như một số vitamin có thể hòa tan trong nước. Với một số vitamin có thể hòa tan trong nước, uống nhiều chất lỏng sẽ giúp chúng hòa tan và giúp cơ thể dễ hấp thụ. Một điều nữa là một số chất dinh dưỡng sẽ tốt hơn khi chúng được kết hợp với nhau. Vì vậy, nhiều người có thể nhận thấy khi họ chọn một loại sản phẩm bổ sung canxi thì cũng thường có vitamin D đi kèm, vì vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi. Vitamin C giúp tăng cường hấp thụ sắt. Vì vậy, nếu thực phẩm bổ sung của bạn có chứa sắt thì bạn nên đảm bảo rằng bạn có nguồn vitamin C trong bữa ăn của mình, chẳng hạn như là cam, quýt hoặc dâu tây. Chính xác là như vậy. Và một điều khác cần lưu ý là có lẽ tốt hơn là bạn nên bổ sung vào buổi sáng thay vì buổi tối, vì quá trình tiêu hóa bị chậm lại trong khi ngủ. Bổ sung một cách hợp lý cho từng độ tuổi cũng như giới tính hoặc lối sống của bạn. Tất cả các yếu tố cần xem xét, bao gồm mức độ hoạt động thể chất. Ví dụ, một người phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, trong giai đoạn trưởng thành, có thể họ nên tập trung vào sắt và canxi. Nhưng khi bạn già đi và bước vào giai đoạn sau mãn kinh, có thể canxi ngày càng trở nên quan trọng, nhưng sắt thì ít đi. Tất nhiên, bạn biết đấy, khi mang thai, phụ nữ nên uống vitamin trước khi sinh. Và nếu bạn là người ăn chay trường, bạn có thể cần canxi hoặc vitamin B12 và thậm chí có thể là sắt. Và nếu bạn đang ăn kiêng, đôi khi những người ăn kiêng có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của họ với một lượng calo hạn chế. Và khi nghĩ về thể thao và dinh dưỡng thể thao, bạn cũng phải hiểu rằng nếu bạn không hoạt động thể chất nhiều, có thể chỉ đi bộ những đoạn ngắn. Điều đó không nhất thiết có nghĩa là bạn phải ngay lập tức dùng các chất bổ sung 300 calo để phục hồi. Đúng như vậy, điều thực sự quan trọng là phải suy nghĩ về những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời và lối sống của bạn, bởi vì hai điều đó có ảnh hưởng đến việc bổ sung dưỡng chất gì và cách bạn bổ sung các dưỡng chất này. Vâng, bác sĩ Kent, một câu hỏi nữa, vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc tư vấn về các chất bổ sung và dinh dưỡng là gì? Họ đóng một vai trò quan trọng. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể tư vấn nếu bạn cần bổ sung một dưỡng chất cụ thể phụ thuộc vào các điều kiện sức khỏe cụ thể, hoặc để giải quyết tình trạng thiếu hụt dưỡng chất. Hãy luôn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết về tất cả các chất bổ sung bạn đang dùng, vì một số loại có thể có tương tác bất lợi với các loại thuốc đang dùng. Rất tuyệt vời, bác sĩ Kent. Tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta đã đề cập đến rất nhiều điều. Chắc chắn là chúng ta có thể đề cập nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng đã đề cập được rất nhiều. Chắc chắn là như vậy, Susan. Và đây là ba bài học quan trọng.
Sản phẩm thực phẩm bổ sung là để bổ sung, không thay thế một chế độ ăn uống lành mạnh. Thời gian tốt nhất để bổ sung là khi bạn có thể ghi nhớ, kết hợp việc sử dụng sản phẩm bổ sung với một việc khác mà bạn làm thường xuyên, chẳng hạn như đánh răng. Và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn có thể tư vấn nếu bạn cần bổ sung một dưỡng chất cụ thể tương ứng với điều kiện sức khỏe của bạn hoặc để giải quyết tình trạng thiếu hụt một loại dưỡng chất. Hãy gửi thông tin về tất cả các chất bổ sung bạn đang sử dụng, vì một số chất có thể ảnh hưởng đến thuốc. Và bây giờ, chúng tôi muốn nhường không gian này lại cho các bạn. Các bạn có câu hỏi nào khác về chất bổ sung dành cho các chuyên gia của chúng tôi không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé!